chào bà con và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Kính thưa bà con và quý khán giả, nhìn những hình ảnh này thì chắc là quý khán giả và bà con đều nhận thấy là bưởi hồ lô, bầu hồ lô, hạt tiêu hữu cơ, ánh đèn từ làng trồng hoa. Chỉ bằng những hình ảnh này thôi thì chúng ta cũng có thể cảm nhận được cái không khí sản xuất của bà con nông dân. Vâng, và thưa bà con và nông dân ở miền Tây thì luôn sáng tạo ra những cái sản phẩm độc đáo như vậy để nâng tầm giá trị sản phẩm của mình lên để phục vụ nhu cầu cho người tiêu dùng. Trong khi đó thì nông dân ở Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Lâm Đồng, đang đẩy mạnh sản xuất sạch, hiện đại, quy mô lớn. Và ngày hôm nay thì Ngọc Như và Sơn Hiền sẽ tiếp tục cùng với bà con và quý khán giả cảm nhận cái không khí này. Và trước hết là phần điểm tin. Nhà vườn làng hoa Sa Đéc đang chăm sóc hoa cúc Pico siêu nhỏ có đến 4 màu độc lạ, một giống hoa cấy mô sạch bệnh. Trái cây tạo hình miền Tây được dự báo giá tăng nhẹ dịp Tết Kỷ Hợi. Giá trị xuất khẩu cà phê ổn định, tuy nhiên giá giảm sâu, cần tìm hướng tăng giá trị hạt cà phê. Huyện Đam Rông đầu tư hàng trăm tỷ đồng tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại. Thung lũng đèn từ các làng trồng hoa, vẻ đẹp có 102 ở Đà Lạt làm say đắm du khách. Thời điểm này, bà con nông dân ở làng hoa Sa Đéc đã cơ bản hoàn tất việc xuống giống hoa để chuẩn bị cho thị trường Tết. Và năm nay bên cạnh những giống hoa truyền thống thì nhiều giống hoa mới cũng đã xuất hiện. Nông dân sưu tầm những cái giống lạ này để làm đa dạng sản phẩm và cũng để phục vụ du khách. Trong số đó thì giống hoa cúc Pico này lần đầu tiên sẽ trình làng vào Tết này với mẫu mã và màu sắc khác lạ. Giống hoa này có thể là dễ trồng hay không và nguồn gốc từ đâu? Mời bà con cùng tìm hiểu. Giống hoa này có đến 4 màu là vàng, đỏ, hồng, cam. Hoa nở cả tháng mới tàn, kích thước siêu nhỏ, rất phù hợp để bán cho khách du lịch xách tay. Cây trồng khoảng 3 tháng là có thể bán. Nguồn cây giống này do Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ Cao sản xuất theo quy trình cấy mô, đảm bảo sạch bệnh. Được biết giống hoa này trước nay chỉ phù hợp với khí hậu ôn đới, khó trồng. Để cây phát triển đều và ra hoa đúng Tết thì người trồng hoa phải trông đèn vào ban đêm. Nhắc đến trái cây tạo hình thì nông dân miền Tây càng phải tự hào về cái sản phẩm của mình. Từ bưởi, đào tiên, rồi lại bầu, vân vân, được nhà vườn tạo thành những trái hồ lô giống như phim Tây Du Ký vậy. Và nhờ sự độc lạ này mà khách hàng chú ý nhiều hơn. Mặc dù là đã xuất hiện mấy năm nay rồi nhưng mà những trái tạo hình chân Tết như vậy vẫn còn nguyên sức hút của nó đó anh Sơn Hiền. Và mặc dù còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán nhưng mà nhiều chậu bầu hồ lô của bà con nông dân ở làng hoa Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp đã rất là hút khách. Một nhà vườn hiện đang trồng khoảng 100 chậu bầu hồ lô để bán Tết. Cây trồng được khoảng 2 tháng. Mặc dù chỉ mới ra nụ, chưa cho trái nhiều, nhưng số bầu này đã được nhiều người đặt mua. Giá bán chậu nhỏ từ 100.000 đến 150.000 đồng. Riêng những chậu có chiều cao khoảng 1,5 m, có giá từ 200.000 đến 250.000 đồng, tùy vào lượng trái trên cây. Cây bầu hồ lô 2 năm mới tàn, nên nhiều người mua về trồng sớm để cây ra trái và leo quanh nhà trong dịp Tết. Bưởi hồ lô, dừa in chữ nổi, xoài in chữ, gần như là các loại trái cây của miền Tây thì cũng có thể được nhà vườn nâng tầm giá trị bằng cách là tạo hình hoặc là in chữ. Theo dự báo thì do diễn biến thời tiết thất thường, sản lượng trái cây tạo hình không nhiều, kéo theo giá bán Tết này thì sẽ tăng nhẹ so với năm 2017. Với các nhà vườn ở miền Tây, đây là thời điểm mà tất bật chăm sóc cây trái, trong đó thì có trái cây tạo hình để chuẩn bị cung ứng cho thị trường Tết này. Hiện nay, nhà vườn ở các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng và Bến Tre sẽ cung ứng ra thị trường khoảng 8.000 trái bưởi tạo hình. Giá bán dự kiến sẽ tăng khoảng 10% so với năm rồi, dao động từ 350.000 đến 1.300.000 đồng một trái. Còn tại tỉnh Bến Tre, nơi xuất xứ của quả dừa tạo hình, giá bán của hai sản phẩm in chữ chìm và hồ lô in chữ nổi dự kiến sẽ tăng nhẹ so với mọi năm, từ 550.000 đến 770.000 đồng một quả. Không chỉ các loại trái cây tạo hình, trái cây in chữ như đu đủ, xoài cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Dự kiến sẽ có khoảng 1.000 quả đu đủ được tung ra thị trường với mức giá khoảng 200.000 đồng một quả. Kính thưa bà con và quý khán giả, lúc này thì ở Tây Nguyên đang là cao điểm thu hoạch cà phê. Nói về ngành cà phê của nước ta từ lâu thì năng suất sản lượng đã không phải là vấn đề, mà vấn đề nằm ở giá trị mà cà phê mang lại. Khoảng 5 năm trở lại đây thì giá cà phê liên tục duy trì ở mức thấp, tuy nhiên thì giá trị xuất khẩu thì vẫn duy trì ở mức cao. Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê Robusta đứng thứ 2 trên thế giới. Một câu hỏi lớn đặt ra là Việt Nam đã làm gì để gia tăng hơn nữa giá trị cho cà phê?
Thực tế, chế biến cà phê mới chỉ chiếm 10% sản lượng. Ngành cà phê đang cần nhiều hướng đi và cách làm mới để có thể thay đổi. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dự kiến năm 2018, Việt Nam xuất khẩu được 1 triệu 700.000 tấn cà phê, kim ngạch khoảng 3 tỷ 500 triệu đô la Mỹ. Dư địa phát triển còn rất lớn, nhưng hiện nay số doanh nghiệp có nhà máy chế biến cà phê nhân còn rất khiêm tốn, chỉ dừng ở con số trên dưới 50 doanh nghiệp. Bên cạnh nâng cao giá trị cà phê, Lâm Đồng cũng đang chuyển đổi cây trồng, nâng cao thu nhập cho nông dân. Đến nay, huyện Đà Oai, tỉnh Lâm Đồng có 2.500 hectare sầu riêng, trong đó hơn 1.700 hectare cho thu hoạch. Năng suất bình quân đạt hơn 11 tấn một hectare, sản lượng đạt 19.000 tấn, trở thành địa phương dẫn đầu tỉnh về loại cây trồng này. Sầu riêng được xác định là một trong 4 nhóm sản phẩm chủ lực của Đà Oai và địa phương đang tập trung chỉ đạo chuyển đổi, cải tạo giống. Mục tiêu đến năm 2020, huyện phát triển và ổn định diện tích khoảng 2.500 hectare, sản lượng đạt từ 25.000 đến 30.000 tấn. Phát triển dùng sầu riêng công nghệ cao với diện tích 300 hectare, áp dụng các kỹ thuật cao vào thâm canh, chế biến và bảo quản sau thu hoạch. Đến năm 2020, khoảng 800 đến 1.000 hectare áp dụng tưới tự động, phun thuốc tự động hoặc bán tự động. 300 hectare được chứng nhận nông nghiệp công nghệ cao. Trong tương lai, khi đưa sầu riêng Đà Oai ra thị trường tiêu thụ, ngoài nhãn hiệu sầu riêng Đà Oai sẽ sử dụng nhãn logo Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành, theo đúng logo thương hiệu của tỉnh, nhằm khẳng định thương hiệu loại trái cây nổi tiếng này của địa phương trên thị trường. Thưa bà con và quý khán giả, trên con đường hội nhập phát triển, các địa phương ở Lâm Đồng đã thi đua sản xuất, đời sống của người dân vì thế mà cũng có thay đổi so với những năm trước đây. Ủy ban Nhân dân huyện Đam Rông cho biết là sau 5 năm, từ năm 2014 cho đến nay, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương, huyện đã huy động 210 tỷ đồng từ các nguồn vốn lồng ghép để mà hỗ trợ trực tiếp cho sản xuất 58 tỷ đồng. Và cho vay tín dụng ưu đãi phục vụ phát triển sản xuất là 60 tỷ đồng và đầu tư hạ tầng thủy lợi giao thông nội đồng là 90 tỷ đồng. Qua đó thì đến nay trên địa bàn huyện đã thực hiện tái canh và ghép cải tạo 1.700 hectare cà phê già cỗi năng suất thấp, giúp tăng năng suất cà phê từ 4 đến 5 tấn một hectare, góp phần đưa năng suất cà phê toàn huyện đạt 27 tạ một hectare. Ngoài ra, địa phương đã chuyển đổi được 100 hectare trồng bắp ven suối năng suất thấp sang trồng dâu nuôi tầm cho thu nhập cao gấp 3 đến 4 lần. Chuyển đổi 70 hectare cà phê già cỗi năng suất thấp sang trồng rau theo hướng tiếp cận ứng dụng công nghệ cao, trồng chuối La Pa xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản và trồng sen 237 hectare cây ăn quả. Đầu tư công nghệ và kỹ thuật giúp nông dân Lâm Đồng trở nên hiện đại, nhà nông thuận lợi chăm sóc, quản lý dịch hại trên cây trồng. Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã thực hiện xây dựng 4 quy trình IPM trên cây cà rốt, cà chua, xà lách và đậu leo. Trong đó thực hiện 2 mô hình IPM trên đậu leo 1.000m² trên một mô hình tại Đức Trọng, 2 mô hình IPM trên cà rốt tại Đà Lạt, Đức Trọng 1.000m² trên một mô hình, 2 mô hình IPM trên ớt ngọt 1.000m² trên mô hình tại Đơn Dương và Đức Trọng. Bên cạnh đó, chi cục còn thực hiện 2 lớp huấn luyện nông dân về IPM trên cây cà chua tại Đơn Dương và Đức Trọng, 2 lớp huấn luyện nông dân về IPM trên cây chè tại Bảo Lộc và Bảo Lâm. Kính thưa bà con và quý khán giả, trước nguy cơ về dịch bệnh tràn lan và giá giảm sâu, thì việc phát triển hồ tiêu theo hướng hữu cơ, sinh thái được xem là hướng đi bền vững. Một số nông dân hiện đang liên kết hình thành các tổ hợp tác xã để mà sản xuất tiêu theo hướng hữu cơ, bảo đảm chất lượng để xuất khẩu. Chính vì hiệu quả thực tế từ những mô hình làm ăn hiệu quả mà nông dân thực sự thấy được lợi ích của mình trong việc tham gia làm ăn tập thể. Hiện nay điển hình là nhà vườn trồng tiêu ở thị xã Gia Nghĩa của tỉnh Đắk Nông đang ăn nên làm ra từ tiêu hữu cơ. Trồng tiêu trên trụ sống, không bón phân hóa học, giúp vườn tiêu hơn 1.200 trụ của ông Đặng Tiến Thành ở xã Đắk Rờ Moan, thị xã Gia Nghĩa phát triển bền vững, miễn nhiễm với dịch bệnh. Ông cho biết bón phân chuồng nên đất luôn tươi xốp, hạn chế được nấm bệnh tấn công, không phun thuốc diệt cỏ mà tận dụng nguồn cỏ dại để giữ ẩm và cung cấp chất dinh dưỡng cho vườn tiêu. Làm hữu cơ thì không được sử dụng phân hóa học, nên cái năng suất nó thì có giảm. Thế nhưng mà đổi lại thì cái sức khỏe con người và cái độ bền vững của nó về lâu dài thì sẽ thu được nhiều năm hơn, thì cái lợi ích tổng thể vẫn hơn là làm hóa học. Thời điểm này, khi hồ tiêu ở nhiều nơi đang nhiễm bệnh chết nhanh chết chậm, thì vườn tiêu gần 3.000 trụ của bà Đào Thị Thái ở xã Đắk Rờ Moan vẫn phát triển xanh tốt, chuẩn bị cho thu hoạch với sản lượng khoảng 10 tấn. Không chạy theo năng suất, không sử dụng phân hóa học, thuốc kích thích, mà chỉ bón phân di sinh, phân chuồng đã giúp vườn tiêu phát triển tự nhiên.
Hiện bà Thái đã tham gia hợp tác xã sản xuất nông nghiệp hữu cơ Đắk Nông và được doanh nghiệp cam kết thu mua tiêu sạch với giá cao. Không bắt ép nó ra hoa nhiều, không bắt ép nó đậu trái nhiều. Thì mình chỉ có nghĩa là nó thực tế nó được bao nhiêu thì bấy nhiêu thôi, nhưng mà cái giá thành thì nó hơn, vì sức khỏe nó hơn. Thế thôi, được cái đấy. Mà mình cũng tiến tới hữu cơ, nếu hữu cơ thì người ta sẽ mua cao, ở hợp tác xã đây cũng được mấy người đạt rồi. Tức là bây giờ ví dụ là giá thị trường là mua 60.000, nhưng hữu cơ họ sẽ mua 90.000. Trước thực trạng cây tiêu đang đối mặt với dịch bệnh, thì việc liên kết sản xuất theo hướng an toàn là hướng đi cần thiết. Để đảm bảo ổn định diện tích hồ tiêu, ngành nông nghiệp đã xây dựng nhiều mô hình hồ tiêu ứng dụng công nghệ cao, nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất với các hình thức tổ hợp tác, hợp tác xã. Sẽ không quá lời khi nói rằng là Đà Lạt rực rỡ nhất là khi về đêm. Chị Ngọc Như có đồng ý với tôi về quan điểm này hay không? Nhưng khi nói đến Đà Lạt, Lâm Đồng thì ban ngày chúng ta có thể ngắm hoa và hít thở không khí trong lành, ban đêm thì cũng có những cái điều rất là thú vị. Nhưng mà khi mà nói ban đêm sẽ rực rỡ hơn ban ngày thì không biết là anh Sơn Hiền có những cái hình ảnh hay là những cái điều gì đó chứng minh để thuyết phục tôi cũng như là quý khán giả hay không? Dân, qua ghi nhận sau đây thì chúng ta sẽ hoàn toàn bị thuyết phục với vẻ đẹp huyền ảo và lung linh, mà đó không phải là vẻ đẹp lung linh ánh đèn của phố thị, mà với nhiều người đêm Đà Lạt có một vẻ đẹp rất là riêng, được tạo nên bởi những thung lũng đèn từ các nhà vườn. Dân, nếu mà thú vị như vậy thì bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem hình ảnh này ngay đi anh Sơn Hiền. Khi thành phố lên đèn cũng là lúc thung lũng làng trồng hoa truyền thống Thái Phiên trở nên lung linh. Mọi người gọi đây là thung lũng đèn. Cả thung lũng bạc ngàn nhà kính, sôi động với công việc nhà nông vào ban ngày, lại trở nên khác lạ khi đêm về. Cái tên thung lũng đèn được mọi người dành để gọi không gian này, bởi chỉ có ở đây không gian đêm mới lung linh và rực rỡ như vậy. Chỉ biết đêm Đà Lạt là chỉ có chợ đêm, ra chơi hết giờ về. Đó, nhưng dạo này á, nó nhiều ra nhiều địa điểm mới á. Như những cái chỗ này em thấy nó mấy anh chị em á đi review trên Facebook nhiều đó, nên em đi thấy những không gian này á. Những làng hoa của thành phố chỉ nằm ở vùng ven, vậy nhưng ánh sáng của những thung lũng đèn dường như đã xóa đi khoảng cách giữa làng hoa và trung tâm thành phố. Cái lạnh của đêm Đà Lạt cũng không ngăn được bước chân của những ai yêu Đà Lạt, dù là khách du lịch hay người dân địa phương tìm đến đây. Nhiều người đến đây, nhưng không phải ai cũng biết được bí mật ẩn chứa trong những ánh đèn lung linh kia. Và chỉ với những người gắn bó lâu năm với Đà Lạt như anh Lai mới có thể hiểu được bí mật thú vị về thung lũng đèn này. Ở đây là chuyên trồng hoa cúc. Một cái, tại vì chỉ riêng cái hoa cúc đó, thì họ ứng dụng cái công nghệ này thì nó đem lại cho cái thời gian mà hoa nó ra nó ngắn hơn, đó, mà thu hoạch nhanh hơn. Còn những cái loài hoa khác thì không có sử dụng cái hệ thống đèn để mà sử như thế này. Giờ đây, trong danh sách, mọi người truyền tay nhau về những nơi ngắm Đà Lạt từ trên cao đã bổ sung thêm không gian các quán cà phê ven thung lũng. Được ngắm hoa đã là một cái điều thú vị rồi, bây giờ chúng ta còn được chiêm ngưỡng sự độc đáo của đêm Đà Lạt nữa. Thì Đà Lạt luôn là một cái thiên đường của rất là nhiều người mỗi khi mà đi du lịch trải nghiệm. Điều này càng làm động lực để người dân Đà Lạt hoặc là nhiều vùng khác của Lâm Đồng tận dụng việc sản xuất nông nghiệp, quảng bá du lịch. Rất cảm ơn bà con và quý khán giả đã đón xem bản tin 365 ngày chuyển động. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai cũng vào giờ này.